Tất cả mọi người, hôm nay trên bàn mình đây thì để có một cái phiên bản Alienware 15R3, một phiên bản cực kỳ đặc biệt, mình trang bị mọi thứ đều rất khủng trên một chiếc máy này. Hoàng có tìm hiểu trước về con máy này chưa? Thưa anh, em có xem qua fanpage của mình và trang web của mình. Năm ngoái thì nói thực với Hoàng là cũng có post bài con này lên, nhưng thực tế thì mới chỉ là xem đam mê nên post cho mọi người đặt thôi. Còn hôm nay là lần đầu tiên có một máy thực về. Trên phiên bản mình thì 15R3, nhưng con này đặc biệt nó là trang bị chip HK. Thì các bạn biết là chip HK thì với khả năng ép xung của nó cực kỳ tốt đối với anh em mà làm đồ họa kỹ thuật mà các bạn đam mê về cấu hình, thì chúng ta có thể dùng để ép xung. Đây các bạn có thể nhìn thấy hình thức của nó này. Và đây là form này là form mới hoàn toàn, form 2017 nhé các bạn nhé. Và đặc biệt trên phiên bản này nó trang bị cả màn hình CD10 GTX 1070. Đây các bạn có thể nhìn. Và có một điều đặc biệt nữa là nó còn tấm lên 4K trên con phiên bản này chứ không phải là Full HD truyền thống như bình thường, và có trang bị kể cả công nghệ mặt cái nhận diện khuôn mặt và một số tính năng mà chúng ta cài trên cái camera này. Một số tựa game bây giờ mà chúng ta chơi có thể dùng mắt để chúng ta điều khiển. Thì thực ra nghe có vẻ hơi huyền bí một chút, nhưng mà Dell đã có những cái camera này từ năm ngoái nhé các bạn nhé. Và mặt trước của nó này các bạn có thể nhìn này. Đối với anh em game thủ hoặc cũng như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn hỏi là hiện nay trên thị trường chiếc máy gì được gọi là đẳng cấp nhất, thì mình nói luôn chưa có một đối thủ nào vượt Dell Alienware cả. Có một đặc điểm duy nhất trên dòng máy này đó là cái trọng lượng của nó. Màn hình 15,6 inch nhưng các bạn đừng nghĩ nó nhẹ, nó nặng đến 3,34kg cho chiếc máy này. Nếu cộng vào sạc vào thì các bạn xác định luôn là 4kg. Tại vì sao Dell nó phải làm một cái máy để nặng như này thì mình nói luôn, từ trước giờ thì Dell họ sản xuất ra chưa bao giờ bớt những cái vật liệu là sản xuất. Toàn bộ máy con này là vỏ nó bằng hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm cộng magie giúp cho cái khung máy cực kỳ chắc, và đặc biệt kể cả những cái phần tản nhiệt cũng như những cái bo mạch chủ sản xuất bên trong đều là loại dày và trang bị rất nhiều lớp. Các bạn có thể nhìn thấy bên dưới của nó này. Và trước khi mình giới thiệu cấu hình thì mình sẽ giới thiệu các cổng kết nối của con này. Đầu tiên thì cái cổng kết nối nó đằng sau. Toàn bộ hệ thống tản nhiệt nó làm lớn mà thò về đằng sau như này thì mới đủ khả năng tản nhiệt cái cạc màn hình CD10 với dung lượng lên đến 8GB. Và hai cái hốc tản nhiệt nó đua hoàn toàn đằng sau, cộng thêm các cổng đằng sau. Gồm cổng LAN này, Mini DisplayPort, HDMI. Các bạn chắc là nhìn luôn cái cổng này các bạn biết đó là cổng Thunderbolt. Tốc độ kết nối lên đến 4GB một giây hiện nay, và nó có thể truyền tải cả âm thanh lẫn hình ảnh qua cái cổng này. Và cái cổng đặc biệt nữa đó là eGPU. eGPU là chúng ta cắm và kết nối thêm với cặp màn hình bên ngoài nếu các bạn cảm thấy chiếc máy này chưa đủ sức mạnh của nó. Và đây là cổng sạc này. Bên tay trái của mình thì các bạn có thể thấy là hốc tản nhiệt đây. Cổng USB Type-C, còn gọi là USB 3.1 này. USB, phone và mic. Đằng trước thì sẽ không có bất kỳ cổng gì mà chỉ có cái hốc này để là tản loa này. Đây và đây. Và bên này thì có duy nhất một cổng USB thôi, và chúng nó tản nhiệt ra đây. Còn bây giờ đây là bên là mặt dưới này. Nếu nhìn vào đây thì chắc chắn chiếc máy này sẽ có hai quạt tản nhiệt luôn bên trong. Và toàn bộ đây để cho hút gió vào và tản gió ra đằng sau như này. Và nếu mà chúng ta muốn mở nâng cấp chiếc máy này ra, chúng ta chỉ mở 1, 2, 3, 4, 7 cái ốc là chúng ta sẽ lắp được cái lắp đít này ra mà nhìn thấy nội tạng nó bên trong. Chiếc máy này thì trước đấy mình đã mở ra, khả năng nâng cấp duy nhất của nó chỉ có ổ cứng và RAM nữa thôi. Chiếc máy là nhận đến RAM 32GB là max, và có thể cắm được thêm hai ổ cứng nữa bên trong chuẩn M2 LVMe này có thể chạy cho chiếc máy này tốc độ cao nhất hiện nay. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cấu hình của chiếc máy này. Mặt trước của máy thì các bạn có thể thấy từ trước đến giờ Dell thiết kế thì luôn nó là vuông đầu sát cạnh và những cái vết những cái lát cắt kiểu dạng như này rất là vuông vắn. Camera các bạn anh em có thể thấy là camera chúng ta có khả năng chúng ta mở, có nghĩa là mở máy bằng cái camera qua mống mắt luôn nhá các bạn nhá, và có thể dùng cái camera để chơi một số tựa game mà điều chỉnh bằng mắt của chúng ta. Hai cái này ở bên là mic này, chữ Alienware này. Như các bạn đã biết thì tất cả những cái chỗ mà có led sáng như này, kể ở sườn này, đây và bàn phím, touchpad, chúng ta đều có thể chỉnh tùy ý theo cái màu sắc chúng ta thích qua cái phần mềm Command Center. Đây là phần mềm này này các bạn này. Đây là một phần mềm cực nổi tiếng mà. Đây. Nhìn thì nó cũng rất là hiện đại. Phím của dạng này, anh em có thể thấy là từ trước giờ Alienware thì nó trung thành với dạng phím như này. Khả năng bấm bàn phím của Alienware thì chắc là không ai chê được vào đâu cả. Tút bắt chuột thì luôn là loại màn hình như này và hai phím bấm.
rất êm. Bên trên mặt trên thì nó tráng một cái lớp gọi là lớp cao su, thứ nhất là vừa chống bám vân tay và giúp cho cái máy nó nhìn nó rất là sang. Bây giờ tớ sẽ giới thiệu đến cấu hình anh em đến chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là tên của máy nó là 15R3 và máy sử dụng bản Windows 10 64 bit bản quyền. Máy được trang bị một vi xử lý mạnh mẽ nhất 6820HK, xung nhịp 2.78 CPU và 16GB. Lưu ý với các bạn là dòng này có khả năng nâng cấp lên tối đa 32GB chuẩn RAM DDR4. Máy sử dụng một cặp màn hình GTX Series 10 1070 với dung lượng 8GB. Hiện nay mạnh mẽ nhất thì vẫn là 1080 với dung lượng 8GB các bạn nhé. Nhưng cái xung nhịp lõi bên trong và cái số bit nó sẽ cao hơn so với 1070 8GB. Và độ phân giải của màn hình maximum luôn 3840x2160, còn gọi là màn hình 4K. Bên trong máy sử dụng hai ổ cứng, đó là một chiếc SSD M2-2280 với dung lượng 128GB để chúng ta chạy hệ điều hành cũng như ứng dụng nó nhanh hơn. Và bên dưới là một ổ cứng của hãng Weston với dung lượng 1TB. Đấy các bạn này. Và toàn bộ ứng dụng này các bạn lưu ý sẽ cài vào cái ổ này các bạn nhá. Nếu mà kể những cái game hoặc những cái phần mềm cài hết vào đây cho mình, chạy cho nó nhanh, còn bên dưới chúng ta chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu thôi. Mọi về đánh giá từ thiết kế bên trong lẫn cấu hình bên ngoài thì mình đã giới thiệu xong. Quang cho anh hỏi là nếu mà đánh giá về thiết kế thì em nhìn cái phiên bản này em thấy nó như nào? Và em thích nó ở điểm gì? Thì cái phiên bản mới là em thích hơn cái bản đợt trước của nó. Thiết kế này nó nhìn nó góc cạnh hơn, nhìn nó gọi là manly hơn. Thực ra nó phải làm như này bởi vì sao? Nếu cái tản nhiệt mà cái C10 nó không làm này cũng không thể đủ khả năng tản nhiệt cho một cái cặp màn hình to như thế. Thế mà vài năm trước thì không ai nghĩ một cái cặp cái GPU 1070 hoặc 1080 nhét được vào đây. Còn phiên bản này có một phiên bản nó 1080 rất hiếm và rất đắt. Còn nếu mà nhận diện thương hiệu thì anh nghĩ trên thế giới này không có cái máy nào nó sẽ giống cái này. Rất nhiều các thương hiệu mà đã nhái nhau nhưng mà riêng Alienware nó sẽ làm một cái đẳng cấp nó khác. Và nói đến game thủ chắc ai cũng nhắc đến Alienware vẫn là đứng đầu. Còn giá thành trên thị trường anh nghĩ với cái tầm dưới 40 triệu cho phiên bản này thì nếu mà để so tiền để chúng ta build một cái PC thì anh nghĩ chúng ta sẽ build được một cái hoàn toàn ngon. Nhưng PC thì không có thể có hình Alienware mà không thể sách đi được. Chính vì thế là chiếc máy này có thể vừa đi làm vừa đi học. Và lưu ý thì anh nói thấy cái trọng lượng của nó thì là tương đối nặng so với cái máy bình thường. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ họ làm cái máy nó nặng như này thôi. Nó phải làm như này thì thứ nhất là những cái nó sẽ đảm bảo cho em những cái khả năng mà em sử dụng và khả năng tản nhiệt cho nó làm sao mà là tốt nhất. Còn kể cả bo mạch main trong này anh thấy tháo ra nó dày gấp đôi main bình thường. Đấy. Còn chương trình mà giới thiệu về máy của mình đến đây là kết thúc. Còn anh em mà có những cái máy gì anh em không biết hoặc cần review thì cứ vui lòng comment bên dưới. Mình có máy mình sẽ lại quay những cái video ngắn giới thiệu đến anh em như này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.